Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 12 tháng 7 năm 2022 trên kênh Funu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 12 tháng 7 đảo chiều giảm trên thị trường thế giới và trong nước. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, đối với giá cà phê Robusta trên sàn London ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2022 giảm đi 15 USD trên tấn với mức giảm là 0,76%, số mức giao dịch là 1.966 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2022, giá cà phê giảm đi 19 USD trên tấn với mức giảm 0,96%, số mức giao dịch là 1.963 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD tại ngân hàng ACB, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 9 và tháng 11 tương đương với mức giá là 45.700 đồng một kg và 45.600 đồng một kg. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức trung bình. Còn tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica sụt giảm mạnh ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2022, giảm tới 7,2 cent trên pound với mức giảm là 3,27%, xuống mức giao dịch là 213,25 cent trên pound. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 12, giá cà phê giảm đi 7 cent trên pound với mức giảm là 3,22%, xuống giao dịch ở mức là 210,6 cent trên pound. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, trong phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê ở hai sàn giảm do đồng real của Brazil suy yếu. Theo đó, tỷ giá đồng real của Brazil đã giảm 2,01% so với đồng đô la. Đồng real của Brazil yếu hơn khuyến khích việc xuất khẩu của các nhà sản xuất cà phê của Brazil. Giá cà phê cũng giảm do thông tin rằng nông dân trồng cà phê ở Brazil đã thu hoạch được 48% sản lượng cà phê năm nay vào ngày 5 tháng 7. Thưa các bạn, còn về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê điều chỉnh giảm 200-300 đồng trên 1 kg, với mức giá được thu mua từ 42.200-43.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay ghi nhận ở mức 42.300 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Di Linh, mức giá là 42.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cơ Mờ Ga, ghi nhận ở mức 43.100 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 43.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai có mức giá là 42.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prông, giá cà phê là 42.800 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua quanh mức 43.000 đồng 1 kg. Và ở khu vực huyện Đắk Rơ Lấp, mức giá là 42.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua quanh mức là 42.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê được thu mua ở mức 43.000 đồng 1 kg và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 43.200 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở mức là 43.400 đồng 1 kg. Thưa các bạn, theo ghi nhận sáng nay, giá cà phê được các công ty thu mua quanh mức là 43.300 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay, ngày 12 tháng 7 trên kênh Funu TV. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.